Mua đi mua đi, các bạn muốn mua Ninh Linh Quang thì tới shopanhảo.vn mua để ủng hộ mình và giúp cho các bạn tránh những tình trạng lừa đảo khi mà mua Ninh Linh Quang nha. Đấy thì với cái tiêu chí gọi là uy tín chất lượng lên hàng đầu, các bạn cứ đến với shop của mình. Đấy, đảm bảo nếu các bạn mua nick lỗi một mình sẽ đổi một cho các bạn. Tên 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 tên. Ok, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Oma. Nghe nói được tăng sức mạnh mạnh mẽ lắm hay sao ấy. Thì thế hôm nay mình sẽ đi test thử cái vị tướng Oma cho các bạn xem ở phiên bản mới cập nhật này nhá. Nghe nói là vị tướng Oma từ đấu sĩ chuyển qua đỡ đòn các bạn ạ. Ui dồi ôi, tăng sức mạnh kiểu gì mà từ đấu sĩ mà chuyển qua luôn súp đỡ đòn cho nó máu. Cái này người ta gọi là bao bao cát cho người ta quánh chơi ấy. Em này, em hôm nay là trở thành bao cát cho các bạn bên bạn đánh chơi ấy. Đứng thứ năm mà tem mình nó dồn mình vào cái con đường gọi là support thôi các bạn ạ. Thôi kệ, không sao, đi đâu cũng được, miễn sao là có clip cho các bạn xem. Đấy, mình nghĩ rằng các bạn hay comment mấy câu đấy, anh làm gì cũng được, chơi con gì cũng được, miễn sao có clip xem, thế là được rồi. Ok, thì hôm nay có clip gì thì cũng được đúng không? Hôm nay chơi Oma luôn cho nó máu nha. Hôm nay thì Oma là một vị tướng một thời gian mà trước đây mình không nhớ là mùa 2 hay mùa 3 ấy, hay là mùa 1 ta, như là mùa 2 ấy. Nói chung là mùa 2 hay mùa 3 ấy, nói chung là từ rất lâu rồi. Trời, Oma là một trong những con tướng mà đáng sợ, cực kỳ đáng sợ luôn. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì chả ai chơi, đâm ra nó cũng chẳng đáng sợ lắm. Có ai chơi đâu mà đáng sợ, đúng không? Vì thế nên hy vọng ở cái meta lần này được thay đổi sức mạnh, có thể nói là khá là mạnh mẽ trong cái vai trò đỡ đòn. Thì Oma sẽ trở lại. Đó, vô, mới vô thôi. Mới vô thôi, mình sẽ lên cho nó cái lệnh bài phong thần liền. Để làm gì các bạn biết không? Để bút cho những đồng đội nào ít máu, gần chết ấy, mình bút cho thôi mà. Mình sẽ tăng cái chiêu 1 trước nha các bạn. Tăng chiêu 1 trước để làm gì các bạn biết không? Lao vào, sờ mông sờ má, quánh bỏ vợ nó luôn đi. Có ai không? Đó, support là phải chạy qua cướp bùa. Đấy, trời ơi, không có ai canh bùa một cái thôi. Là đảm bảo con bùa này không cánh vào ai luôn này. Mày hả mày? 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 Vô đây, vô đây, vô đây. Ôi giời ơi, Mina ơi, bạn vào đây làm cái gì? Trời đất ơi, quỷ thằng ơi, lại vào canh bùa, khó đấy nhỉ. Tiến qua cướp một cái rồi mà cũng khó khăn, kỳ cục quá. Tôi chạy qua xà mông giòn đấy coi, xà mông. Ui dồi ôi, mẹ lắm đấy, một cái cục đất nó nảy lên trên đầu. Sổ anh giòn sợ quá, chạy quéo con cua luôn các bạn ạ. Sợ liền. Này, còn láo nháo này, cái đậu xanh láo nháo này, bẹt. Úi dồi ôi, đập cái bẹt một cái thôi. Ủa sao con chiêu 2 nó yếu hơn so với ngày xưa ấy nhỉ? Mình nhớ ngày xưa đập cái là choáng luôn cơ mà. Yeah. Úi dồi ôi. Các bạn thấy mình chơi support có máu lửa không? Hở ra cái là mình lao vào, hở ra cái là mình lao vào, thò mặt ra cái mình lao vào liền, đâu có ngã con giá nào. Trời ơi, anh ảo mà, không phải là kiểu yếu đuối mỏng manh đâu, mình mạnh mẽ lắm nha, mạnh mẽ lắm. Yeah, cứ mẹ về ăn mình máu coi. Trời, không có máu là chết đó. Ui ra kìa, đi đâu có con sâu. Ui, con sâu này nó đi đâu ấy? Wow, Omen tới. Thôi em đi về. Tính ra sơ múi gọi là mút tí mà cuối cùng đồng đội mình nó ăn hết rồi còn đâu, làm gì còn có cửa cho mình ăn. Này thì Violet này, em sợ quá anh ơi. Mấy anh mấy chị để cứ hù báo cáo trồn. Nhìn cái mắt em là biết em yếu đuối mỏng manh rồi. Em chỉ to cái mồm thôi chứ em yếu lắm. Yếu không chịu được. Nó ăn rồng kìa, nó ăn còng kìa mấy bạn ơi. Triệu Vân ơi, về ra ơi, nó ăn rồng kìa. Quýnh nó. Rồi, ăn đi. Hãy xem đây. Bẹt, động xanh nó không đủ tầm. Em không bẹt được, chán thế nhờ. Violet được tăng sức mạnh mà các bạn phải không? Đó, nghe nói Violet cũng được tăng sức mạnh đấy. Thấy mấy bạn hay comment làm clip Violet đi anh, làm clip Violet đi anh ơi. Anh gì đó ơi. Ui dồi, anh ở đây mà, có cái gì đâu mà căng. Hãy xem ta đây, cấp cứu cho đồng đội. Bẹt cha. Có chú hai nè, đập choáng luôn. Đúng rồi, đá cái gì, đá cái gì, pha nó luôn, lao vào. Ui dồi ôi, đập bẹt ìa. Quá trời, cái cứa kẻo luôn. Không ăn kiểu kiểu nào. Cái S chả được, rồi thôi chứ, cũng tạm. Các bạn thấy mình máu không? Vô là mình chơi liền. Thật sự ra nói thì mình rất là ít khi làm những clip về mấy con support hoặc là những cái con tướng mà nó yếu ấy. Các bạn hay comment anh làm mấy cái clip với con này đi, bỏ rơi đi, hay bị lãng quên đi. Thật sự ra nói mình cũng muốn làm, nhưng mà mình làm những clip ví dụ Oma này chẳng hạn, rất là ít lượt view.
mà ít lượt view ấy, thì các bạn có thể hiểu rằng thì của mình những người làm video sản xuất nội dung thì ai cũng muốn nhiều view chứ, ai mà biết ít view mà mình vẫn cứ làm thì đó người ta gọi là ngáo ngơ trên cành bơ. Vì thế nên các bạn có thể thấy rằng mình khá là ít khi mà cái quái này nó cái cà ét quái này ngon ngay. Úi trời ơi, cà ét nó cứ gọi là loài mồm ấy, bùa đỏ. Con sâu bùa đỏ này. Ra đây với tao này. Ủa ơi, đừng. Bạn Công ơi, bạn đừng có làm thế. Bạn sợ lắm, mình sợ bạn lắm luôn ấy. Bạn kéo vào cái bạn ulti cái mình đơ như cái cơ, đơ như quả trứng luôn ấy. Ôi bùa đỏ nữa nè. Ủa Violet này, mình kia ăn bùa bùa hơi chậm đấy nha. Mình đứng đây mình canh con bùa đỏ cho bạn từ nãy giờ mà bạn không chịu ra. Ai đau. Thôi em sorry. Ôi giời ơi. Tính ra canh bùa đỏ cho bạn Violet thôi mà tên bên kia nó gắt quá. Nó không cần mình canh các bạn ạ. Mẹ mới biến mảng vào cái nó phang mình luôn. Thôi em đi về đây. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Người tốt lúc nào cũng bị hãm hại hết trơn ý. Đấy, bị tem bạn nó hãm hại mình đấy. Khốn nạn. Vớ va vớ vẩn. Tính qua canh bùa đấy mà. Chứ ai có ý định ăn gì đâu. Mình còn gì có ý định quá cướp bùa đâu. Mình chỉ là cái thằng support đỡ đoàn thôi mà. Chỉ có là đưa cái mặt cho người ta quýnh thôi mà. Chứ ai có ý định cướp bùa bạn đâu mà. Bạn cứ làm thế, đổ oan cho mình. Ui ôi, Vera ơi, có cấp cứu đấy bạn ơi. Cố gắng lên, mạnh mẽ lên. Xoay đều những vòng xoay. Mẹ ơi, xoay tay quá trời, không ăn được bạn nào. Trời, em quay tay từ sáng đến tối, từ tối đến trưa, đúng không? Từ trưa cho tới ngày mai luôn cũng không ăn được mạng nào. Trời, cảm giác đời nó hơi bị buồn một chút rồi đấy. Mày hứa với các bạn luôn, đảm bảo cái clip này không bao giờ được quá 100k view, hoặc là cũng không bao giờ quá được 10k like. Vì thế nên mình nói chỉ có chuẩn đấy. Vì thế nên các bạn có thể thấy mình ít khi làm những con tướng dị dị cho các bạn xem. Các bạn có thể hiểu một điều đó, thông cảm giúp mình nha. Ê, nó xoáy vào mông kìa. Có lẽ mình làm clip ở vị tướng Oma này test cho các bạn xem ở phiên bản mới sẽ như thế nào thôi, chứ thật sự ra rồi mình cũng không có mặn mà lắm về con tướng này, tại vì mình biết khả năng view với cả like của nó khá là ít. Ui dồi, Vera kìa. Không sao, đã có mình ở đây rồi, chạy vào đây. Ui dồi, cấp cứu cho bạn đấy mà cuối cùng bạn chết sớm quá. Mình cấp cứu thẳng mặt mình luôn, không phải là cấp cứu mà là bài phong thần. Trời ơi, bạn sống một tí nữa thôi là mình sẽ cho bạn biết được gọi là thế nào được gọi là lệnh bài phong con nhà bà thần rồi nhá. Ui, bắn cái gì vậy? Bắn kìa, bắn có tí máu. Thế mà kêu tưởng được tăng sức mạnh, ai ngờ yếu thế. Bạn ấy bắn mạnh nhưng mà chắc có lẽ do mình trâu các bạn. Này thì trâu này, bẹt đầu này, hãy xem ta đây, quá dữ luôn rồi. Trời ơi, ủa sao chiêu 2 đập phát được 2 lần ta? Ôi, dù béo. Ôi sợi ơi, biết thế, dù béo. Tưởng dù béo đã ăn được vị tướng Triệu Vân, mình cắm đầu cắm cổ mình chạy. Quay đi quay lại thấy dù béo hết máu, mình tính bay vào mình sơ mũi. Ai ngờ sơ mũi chậm tay quá, cuối cùng mũi chả sơ được miếng nào. Buồn. Quá buồn trong một cuộc tình các bạn ạ. Monster kill là cái gì ta? À đúng rồi. Mình thấy dạo gần đây từ khi cập nhật phiên bản mới nó chạy ra cái phiên bản khác các bạn ạ. Ngày xưa đó cái Monster Kill là cái gì ấy mình không biết nữa, hình như là Triple Kill hay gì mà. Nhưng mà mình thấy người khác được thôi chứ mình không có được. Kỳ ra. Là sao nhỉ? Mình chả hiểu nữa. Mình không biết về cái rõ cái đó. Bạn nào biết thì có thể comment cho mình thông não cái nha. Chứ mình thấy cái Monster Kill nó hiện lên mình thấy bối rối tâm hồn. Vãi cả lờ. Đem AD với tanh AFK. Thật không? Bạn nói thật không? Đừng có nói phét nha. Ra sủa nhưng phép. Bạn Violet rồi, bạn gắt thế. Bạn nó gắt quá rồi đấy. Nút GG ở cài đặt. Vãi chửa ngay cho ông Triệu Vân ạ. Giấu hay mà nhát. Bạn này bạn ấy gọi là kiểu giống như là ráng lấy MVP tour. Bạn này giống như kiểu là bạn ấy cái kiểu của bạn ấy là đang phân tích đồng đội. Phân tích đồng đội này. Bạn ấy đang phân tích từ những người đồng đội của mình ấy. AD kìa. AD, mong đít nó. Hãy xem ta đây. Bẹt chà. Bẹt đầu nè. AD nó AFK con khỉ. AFK với tục biến bà. Bẹt láo thiếu biết. Bà Violet bà tàu lao vãi trưởng ra. Bạn ấy kêu là AD với cả cái gì nhỉ? AD với cả support AFK. AFK con khỉ. AFK với tục biến bà.
rồi vì cái tội lỗi phét đập cho tét nít luôn nè. Đứng lại cho đập tét nít cái coi. Đưa cái mông đây cho anh Hảo anh Thông. Đứng lại cái thằng Triệu Vân nó lấy cái thương nó chọc vào nít đó, thằng khốn nạn bẹt. Ui giời ơi, đây cứ đưa mông cho người ta auto gọi là sinh gái, mẹ đưa cái mông cho thằng Triệu Vân kia là nó chọc cho cái thì ui giời ơi, nó phun ra những cái dòng gọi là lệ gọi là rơi chết luôn ấy. Để cho mình nha, mình chọc mình đập một cái tươi đảm bảo mấy cái gọi là silicon bơm vá ấy mà nó bẹp lát bét luôn, ghê gớm lắm, đỡ hơn mấy thằng ráng nhìn rồi comment nè, comment đúng không, comment vô luôn phang luôn. Wow lại bay mô tình chạy hết máu rồi vãi trưởng. Rồi xong, như vậy là tem bạn nó nát bét thẻ lè nhè rồi các bạn ạ. Ăn được 2 kill, có khi được MVP loài mờ mới chứ nhỉ. Từ rồi khoai với công nhừ đó mà. Lên cho nó cây giáp gây ra, đối đầu với cả anh ra, cho nó phê pha. Đấy, nghe không? Có vần có điệu, đàng hoàng. Không có phải là chém gió lung tinh lang tang đâu nhá. Úi giời ơi, ép nốt trụ kìa AD. Ta chấp các hạ gấu 2 chiều. Wow, vãi trưởng. Ê gấu ơi, cho sờ mông phát anh ơi. Đậu xanh không cho sờ, tôi sờ tạm con Violet vậy. Sờ mông, sờ má Violet tạm vậy. Uầy, cho tự ăn một mạng đi. Ây ơi, ra kìa đá kìa, ôi đá kìa, ôi. Có lệnh bài phong thần ở đây. Chạy thôi, chạy đi. Xanh hơn bóng chấp, sủa. Vãi trưởng, sủa. Xanh hơn là bóng chấp, xoay tay trong mưa nè. Rồi hiện tại tem mình nó quá xanh và hung hãn rồi các bạn ạ. Vì thế nên mình quyết định gọi là đi về, về quê đi ký đi cày đó ha. Vậy thôi hết máu rồi, vậy chứ đứng lại đâu đánh chết hay gì. Từ đâu cũng ngáo ngơ trên cành bơi giống như là nhiều bạn đâu. Nhiều bạn có tí máu các bạn cứ đứng nhây các bạn đó, hơn ra nó đập cho sát thương chuẩn mà phát vào mồm cái là teo luôn, teo cua luôn. Nó ăn nó đánh theo không phải sát thương chuẩn mà đánh theo phần trăm máu ấy, mấy con tướng đánh theo phần trăm máu ấy. Gặp du béo nó nhảy vào nó bẹt phát cục phá cái là em đai luôn, vì thế em đâu có ngáo ngơ. Úi giời ơi, rồi xong này thì ra này bẹt. Ôi giời, đập bẹt quá trời bẹt luôn, cuối cùng chả ăn được mạng nào. Cảm giác mình cứ giống như là buồn như con chuồn chuồn các bạn ạ. Uầy, hay quá. Vô đây. Vô đây, thằng nào? Đá hả mày? Ra đá hả mày? Tao quấy mày chết luôn chứ mày đám đá tao hả mày? Tao quấy mày chết luôn à. Rồi, hay quá. Rồi em tới đây. Rồi, nhiều đứa nhìn nó một cái thôi mà chúng nó đông quá các bạn ạ. 4-5 đứa đứng lùi lùi như một đống ở đống ấy trong đấy. Hai em đánh nhau. Ôi, thằng thì đá vào người mình, thằng thì bắn vào đít mình. Chúng nó láo nháo thế chứ. Đứng lại. Du béo nó còn đứng nó nhây mình chứ. Ôi ôi, thấy các bạn là hơi bị ức chế rồi nha. Mấy bạn coi thường nhau quá rồi đó. Tôi bây giờ là tôi là một con đớ đờn nha. Tôi rất trâu mà tôi không sợ bị hạ đâu nha. Tôi rất trâu luôn đó. Vô đây. Ôi ôi, máu nó cứ phun lên kìa. Ôi giời, đá kìa, bắn kìa. Ui giời ơi, đỡ đòn mà mình phải tanh cơ chứ. Ê bạn ơi. Ui giời, bật lệnh bài phong thần cho bạn mà bạn chết mất tiêu rồi còn đâu. Thôi xong à, bật hơi muộn. Hãy xem ta đây. Chạy. Oh my god, fuck you, khốn nạn. Mẹ thằng ulti, thằng thì đá ulti vào trụ. Trời ơi, chạy không được qua đấy luôn đấy các bạn ạ. Cái con ra nó đá vào một trụ ấy, cái con Mina nó ulti kéo mình vào ấy. Trời ơi, khó chịu quá. Chạy bực mình quá trời luôn, không làm được cái gì vào đấy luôn. Tức quá trời, tức rồi. Thì là bực mình quá đi. Gãy gà gãy á. Ghê không. Các bạn thấy mình gãy nghe có dễ thương không? Âm thanh nó có sống động, trong sáng, trong trẻo không? Có đúng không? Có thì like đi, comment đi, ngại gì. Đăng ký kênh giúp mình nha. Còn mấy cái sub đó là mình đã đạt được 1.400.000 đăng ký ở đây. Các bạn ấn đăng ký kênh giúp mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đừng giết tôi hả? Để lấy MVP bại hả? Quá chất luôn rồi. Ôi, tem bạn tranh nhau MVP bại mới ghê chứ. Đùa nhau. Chơi game thì kỳ. Rồi xong. Hiện tại tem bạn đã nát hết trụ rồi. Ôi, Violet kìa. Em ơi, lòng anh đang chơi với. Cho anh sờ mông em cái có được không? Cái động xanh thôi sờ tạm Mina vậy. Quay. Xoay đều. Chạy. Xoay đều những cái vòng tay. Tay quay tay rất nhiều. Cơ sao không hên nơi ta.
Ủa em quay tay quá trời luôn mà không ăn được mạng nào. Kỳ cục quá. Nhiều lúc cảm thấy cuộc đời nó khá là bất công. Khi mà cậu lông nó không bao giờ thẳng, quay tay rất nhiều nhưng mà vẫn không phê. Là tại sao? Ui, nó kéo vào được kìa. Nó kéo vào mình giống như hồi nãy kìa. Cái định mệnh. Sao con Mina bây giờ nó kéo vào một cái là mình đi theo nó luôn nhỉ? Đơ như cái cơ luôn ý. Nhìn ghê vãi trưởng ra. Rồi em bay vào em đập này, đập vào đầu này. Hãy xem tao đây. Chạy. Xoay tay, vận may sẽ tới. Đấy em xoay tay là em chạy ngay luôn. Lại sống con nhà bà sót các bạn ạ. Về nhờ, sướng nhờ. Ghê. Đấy, hết máu rồi sao đây. Ăn tà thần đi ha. Chờ tà thần xong rồi thả con rồng ra cho nó ăn trụ ha. Ok, ok không? Ok con dê. Con dê ok bê đê. Ui bắn cái gì vậy. Ôi giời được bắn đâu. Ui bắn cái gì vậy. Đau. Em chỉ giỡn thôi mà. Nó làm gì căng thế. Quái trưởng ạ. Ôi John còn gọi là ngắm mình. Nó bắn từ đằng mông đến đằng cổ nữa cơ. Không biết sao vậy. Bây giờ mình sẽ lên cho nó cái giáp thống khổ đảm bảo luôn. Lên cái giáp thống khổ đảm bảo cho các bạn bắn mỏi tay không chết luôn nha. Rồi em tới với các bạn rồi đây. Tất cả cút ra né sang một bên nào để cho Oma thể hiện nào. Đi ra. Ui rồi ôi yết đó. Trời ơi nó đang đòi vào Mimi thua đó, yết đó. Đúng rồi đó, lệnh bài không thần cho bạn này có cấp cứu cho bạn luôn. Tăng tốc độ chạy lên phang đó. Đuổi lên nó đập nó. Hãy xem tới đây, quýnh nó, không cho nó mà Mimi thua luôn. Quýnh nó. Ôi giời sao nó chạy nhanh thế nhỉ? Thì bạn la ó rùm luôn. Bạn lại mới kéo tới giống như hồi nãy hả? Làm gì có cái trụ nào đây mà bạn ấy kéo vậy? Rồi, Triệu Vân bạn ấy lao vào như một vị thần luôn. Violet đã nằm xuống. Không nằm xuống. Mà Triệu Vân nằm xuống các bạn ạ. Thấy bạn ấy cũng tội nhưng mà thôi. Solo ông, quýnh nhau nè. Bẹt đầu nè, quýnh nhau nè, vô nè. Có ra thống khổ đây nè, vô nè. Trời chót ơi, anh ơi. Tiếp tục xoay tay, vận may sẽ tới. Ơ, đợt này quá may rồi đợt. Này thì Violet này, bẹt nè. Ui dọa, tiếp tục xoay tay. Xoay tay này, bẹt đầu nè. Vô đây, chơi nè. Ây da, Violet ơi, xoay tay, ai, khốn nạn, thật là khốn nạn quá đi. Quá đáng cho một cái tình. Buồn, quá buồn mà, mọi người ạ. Đau không, quá đau chứ. Rồi kệ không sao, mình ăn được như là 4 mạng hay sao các bạn ơi. Ăn được 4 mạng và đấy liều mình lao vào ăn Violet thì xác định nằm xuống là chuyện đương nhiên rồi. Có ai đâu buồn. Đúng không? Các bạn xem clip của mình nhớ đăng ký kênh và like ủng hộ mình nha. Trời ơi đánh ngất vậy cũng được hạng 2 các bạn. Đó đi support chơi vậy cũng được hạng 2 đó. Không phải dạng vừa đâu. Đấy thấy không các bạn thấy không? Có ai AFK đâu. Bà Violet bà kêu tàu lao AFK vừa vẩn. Rồi. Thì clip của mình đến đây là kết thúc mất rồi. Oma bây giờ mình thấy nó khá là trâu. Các bạn thấy thế nào? Mình nghỉ nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye. Test Oma cho các bạn xem rồi đấy.